đi vào hoạt động từ năm 2003, xí nghiệp chế biến cao su Cotang thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Cao su Măng Giang có công suất hiện tại là 50 tấn một ngày, tương đương 10.500 tấn một năm và tương lai sẽ nâng công suất chế biến lên 14.000 tấn một năm. Vì vậy, nếu dây chuyền sản xuất chạy liên tục thì nhà máy sẽ thải ra môi trường một khối lượng khói bụi, rác thải và nước thải là rất lớn. Xử lý chất thải khi ra môi trường cũng chính là vấn đề được nhà máy quan tâm và trăn trở. Đối với công ty của chúng tôi thì cái phương châm hoạt động đó là sản xuất bền vững và phát triển thân thiện với môi trường. Thế chính nên những cái vấn đề đó chúng tôi đặc biệt quan tâm đến vấn đề mà về môi trường, xử lý nước thải, mùi hôi và những cái vấn đề mà về môi trường xung quanh khu vực nhà máy được chúng tôi đặc biệt quan tâm. Cái việc đầu tư của chúng tôi thì được quan tâm đặc biệt đó. Ví dụ chúng tôi có công ty, chúng tôi có một cái quỹ khoa công nghệ để dành riêng cho cái việc mà nghiên cứu để phát triển về cái lĩnh vực mà môi trường. Vừa những năm vừa qua chúng tôi được đầu tư rất là nhiều về công nghệ mới. Tôi thấy đó là cái quy trình mà sản xuất xử lý mùi hôi. Nằm giữa khu dân cư, xung quanh là khu vực sản xuất của người dân, địa phương đã nhiều lần lên tiếng việc xí nghiệp chế biến cao su Cotang gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến hoa màu và sức khỏe của người dân. Các đoàn giám sát đã về kiểm tra, buộc doanh nghiệp đầu tư trang thiết bị xử lý môi trường, tuân thủ nghiêm các quy định về luật bảo vệ môi trường. Chính quyền địa phương cũng đã tăng cường công tác giám sát, tuyên truyền cho người dân cùng cộng đồng trách nhiệm, tạo điều kiện chung tay với doanh nghiệp cải thiện môi trường được tốt hơn. Hiện nay, ngoài việc hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom xử lý rác thải, không để phát sinh mùi hôi, đơn vị đã đầu tư hoàn chỉnh hệ thống đường dẫn nước thải để đưa về khu xử lý nước thải tập trung, có công suất 1.100 mét khối một ngày đêm. Lượng nước thải sau xử lý được đưa ra hồ chứa với dung tích 2.300 mét khối và tái sử dụng tuần hoàn vào quá trình sản xuất. Hiện tại bây giờ thì hệ thống xử lý nước thải của đơn vị thì đang chạy một nửa là hóa chất, một nửa là chạy bằng vệ sinh. Cho nên là khi mà chúng ta dùng hóa chất polymer, cation và phèn, nhôm tách các cái hạt bẩn, nó tách ra khỏi nước và cái polymer là nó kết tụ những cái hạt bẩn nó lại để lọi ra khỏi nước thì xử lý tầm khoảng 70%. Sau đó là xuống với mương xóa thì vi sinh tiếp tục xử lý 30% còn lại. Nước thải chúng ta là đang đạt chỉ tiêu cục B so với tiêu chuẩn TCVN 2001-2015 của nhà nước và tái sử dụng 100% cho xưởng mũ 10, đó là xưởng SPR10 và phục vụ công tác tưới cây cảnh trong khu viên xí nghiệp. Từng là điểm nóng về ô nhiễm môi trường, nay xí nghiệp chế biến cao su Cotang đã nhận được sự phản hồi tích cực từ phía người dân và chính quyền địa phương. Theo lãnh đạo đơn vị, kết quả này có được chính là cộng đồng trách nhiệm với sự kiểm tra, giám sát của chính quyền địa phương. Sự phản ánh, đóng góp ý kiến của người dân và doanh nghiệp lắng nghe, tiếp thu ý kiến tại các cuộc họp, tiếp xúc cử tri. Nhờ đó, các sự cố rò rỉ, tràn nước thải ra ngoài sẽ được xử lý, khắc phục nhanh chóng. Lúc trước là có lẽ là một cái đơn vị mà sản xuất độc lập và không phải nói là được đánh giá với địa phương là không phối hợp chặt chẽ. Tuy nhiên, thời gian gần đây thì chúng tôi phối hợp một tháng một lần, chúng tôi sẽ báo cáo, lập báo cáo cho các về cho chính quyền địa phương, về cho ủy ban xã và thôn cùng phối hợp để giám sát và cùng chúng tôi để vì cái môi trường mà xanh sạch đẹp. Trong khoảng 3-4 năm trở lại đây thì sự phối hợp cũng như liên kết giữa xã với nhà máy hoặc là các cái đơn vị trên địa bàn rất là tốt. Chẳng hạn như nhà máy một cái chế biến cao su Cotang á, giữa chúng tôi với nhà máy thì có cái sự liên kết rất là chặt. Ví dụ như là hai bên thường xuyên trao đổi qua điện thoại hoặc là hàng tháng tổ chức họp giao ban thì chúng tôi đều mời các bộ lãnh đạo của nhà máy về tham gia. Nếu mà có những cái sự cố gì hoặc là có cái ý kiến gì của người dân á thì hai bên đều trao đổi kịp thời trong cái việc giải quyết. Về phía nhà máy thì cũng thường xuyên mà bám cơ sở, tức là đến từng cái hộ dân ở khu vực để mà nắm được cái thông tin môi trường. Thì trong cái thời gian qua thì cái việc mà xử lý thì tôi thấy cũng là rất là tốt, cho nên là cái việc mà ý kiến của nhân dân không có như các năm trước này. Bảo vệ môi trường luôn là vấn đề mang tính thời sự tại Gia Lai. Thời gian qua có không ít địa phương trong tỉnh
đã ghi nhận các sự cố môi trường do việc sản xuất chế biến của các doanh nghiệp gây ra, làm ảnh hưởng rất lớn đến đời sống của người dân. Do đó, khi đi vào sản xuất thì bảo vệ môi trường được xem là yếu tố tiên quyết, tạo sự phát triển bền vững của mỗi doanh nghiệp hiện nay. Tuy nhiên, để làm được điều này thì đòi hỏi phải có sự chung tay giữa người dân, chính quyền địa phương và doanh nghiệp. Nhưng trên hết, các đơn vị doanh nghiệp phải tự nâng cao nhận thức, gắn trách nhiệm sản xuất kinh doanh của mình với bảo vệ môi trường. Đừng để khi sự cố đáng tiếc xảy ra thì thiệt hại không chỉ thuộc doanh nghiệp mà hậu quả là tác động xấu đến xã hội.